Cô Năm cũng giờ này cũng gần 10 giờ tối rồi, trời cũng đổ mưa rồi. Thôi giờ cô Năm cũng nghỉ ngơi, con cũng chạy về nhà để con cộng danh sách và thằng Quân để ngày mai cô cháu mình làm việc tiếp nha. Nhưng mà cô Năm Dạ. thấy mệt tại vì bà con làm mệt đi lắm Dạ. mà vẫn là nhín nhút để gửi về cho Việt Nam mình bằng mồ hôi công sức lao động ở bên nước ngoài làm cực lắm Dạ con. dạ. Cho nên bà con làm được vậy mà cô cháu mình ở đây cực gì cô cũng thấy không cực Cũng thấy nữa, vui không không Năm thấy vui nữa con. ha? Dạ. Cô Năm để nói vui với các mạnh thường quân nha. Dạ. Ở nơi nào cùng nhớ về quê hương, ở nơi nào cũng có tình yêu thương. Dạ. Rồi. À, giọng hát kia giống Thanh Tuyền quá Ok. ha. Cái này chắc chị của Thanh Tuyền quá, cái này Thanh Thảo, Thanh Thảo. Rồi, Dạ, Tiến cho Dũng cảm vui ơn tất cho cả vị. vui. Vâng, Tiến Dũng kính chào tất cả quý vị. Kính chúc cho quý vị có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Giờ này cũng là gần 9 giờ tối vậy, nhưng mà Tiến Dũng cũng ráng tranh thủ mang những cái phần thực phẩm của quý mạnh thường quân cũng như là hiện tại để trợ giúp cho cô Năm nấu cơm chay phát từ thiện cho bà con quý vị. Thì hôm nay Tiến Dũng mua một tấn gạo cộng với 100 thùng mì và 5 triệu tiền đường, nước tương, bột ngọt và dầu ăn để mà hỗ trợ với cô Năm của các mạnh thường quân. Thì ngày mai này là chỉ thị 16 đã được thi hành toàn tỉnh An Giang, cho nên là Tiến Dũng sợ là mình sẽ đến cô Năm cũng hơi khó khăn, cho nên là Tiến Dũng tranh thủ tối nay để mà mang những phần thiện tài của vị lên để trợ duyên với cô Năm. Dạ chào Tiến Dũng. Chào Tuấn Dạ Dũng, cô đã Năm làm gì không? còn thức không anh? Còn Tuấn Dũng ơi. Rồi bây giờ xin mời quý vị Xin cùng theo chân của Tuấn xin Dũng vào phép bên trong nha. cho xịt rửa tay Dạ cho dạ Tuấn Nam Dũng mô Đà nha. Phật. Dạ 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 chữa anh. Dạ 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 cảm ơn anh nha. Dạ dạ Rồi. dạ 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 Ở đây thưa vị, và giờ đây xe củ quả đã chở đến am của cô Năm đây. Wow, cái xe củ quả này ở đâu chở đến vậy Xuân? Chị Tôn. Chị Tôn mình ha. Rồi wow, một xe luôn vị ơi. Vừa dưa leo non nè, cà nè, củ sắn nha, Bắp. rồi bắp nè, chanh nè, Đậu đũa. rồi đậu đũa, cà nè quý vị. Đó, trái này là trái gì cô? Lựu Trái dưa leo dưa. non, lựu dưa ha. Rồi đậu đũa, cà, dưa leo, cũng nhiều loại á cô Năm ha. Quá rồi, coi như là thực phẩm là mua hàng ngày vậy, nó xe xe vậy đó. Đây, mình còn cho đồ tươi nữa đó con. Dạ. Yeah. Mình thử ra Một xe gì là khoảng bao nhiêu tiền cô Năm ha? Một xe này chắc cũng 2 triệu mấy. Một xe thực phẩm vậy đó ha, là khoảng 2 triệu ngoài. Dạ. Tại đồ lúc nãy mắc mỗi lần chứ mỗi lần mình chịu với chở chung lên luôn. Dạ, đồ giờ nó gấp 3 lần. Dịch nó tăng lên hả cô ba, cô Năm tăng hả? gấp Tăng đôi giá gấp hả? ba vậy đó. Dạ, do hiếm mà sao cô ba, cô Năm? Tại vì chở đi khó. Dạ. Chỗ nơi khác chuyển về con đi Dạ, khó. dạ. Coi như thực phẩm bây giờ cũng lên giá nữa vị ơi. Dạ, các anh em đang vận chuyển vào bên trong bếp nè. Dạ. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong bếp để xem các cô chú anh chị đang tập trung làm những cái phần rau quả để mà chuẩn bị sáng sớm để mà nấu phát ở chợ An Hảo vị đó, để phát tặng cho bà con khó khăn mùa dịch nè. Đó, bên cô Năm là lúc nào cũng chuẩn bị thực phẩm đầy đủ hết để mà nấu cho bà con. Dạ. Chào con. Dạ chào cô Năm. Giờ này gần 9 giờ tối mà các anh chị cũng vẫn chưa ngủ nữa Năm hả? Đang làm mới kịp sáng con. Gì hả? Tranh thủ làm được mà sáng. Hồi đó giờ ngủ nhiều rồi. Giờ Yeah. người ta khổ mà ngủ Hồi đó giờ ngủ nhiều, giờ thức thử ha. Rồi mình phát thường thường là buổi sáng là mình phát ở đâu cô Năm? Ở chợ An Hảo với ở dưới ấp An Nông có người cái ban tự quản lên nhận. Dạ. Với ở trong mấy cái sóc mà nhỏ trong đây nè. Dạ. Mấy cái đường mà hẻo lánh đó. Buổi sáng mình Có phát gì là khoảng bao nhiêu phần cô Năm hả? bữa sáng có bữa đó nó làm 800 phần luôn. 800 phần luôn, Ừ. là Còn mì bữa với cơm như hay bữa là sao nay Năm? á, đó cơm không á, Cơm bữa không nay nha. là mà mì không 500 mấy 600 phần với Dạ. mấy trăm phần chè. Dạ, là cô Năm phát ở chợ buổi sáng, rồi buổi trưa rồi có ai là đây rảnh không cô Năm? Buổi trưa. Buổi trưa thì vừa người ta cỡ 3 giờ vô lãnh.
Yeah. Lãnh đem về phát mà sốc á. Yeah. Với cái cô ăn năm cổ đi hai buổi luôn đó. Dân dưới nghèo quá rồi cổ thấy vậy thương là... cổ đi hai buổi luôn. Bây giờ là xe mình đúng đâu rồi. Có đi đến tận nơi phát như lúc trước hay con năm hả? Giờ người ta không cho mình đi tận nơi mà có bà con tới người ta lấy. À, có bà con đại diện tới nhận vô trong nhận đó, vô trong xóm đó. Dạ. Yeah. Mình khác xóm mình vô xóm lạ người ta không cho. Dạ, yeah, giống như bây giờ chỉ thị 16 cũng hơi căng nha con năm ha. Ta cũng cho mình làm vậy để giúp đỡ cho bà con. Mới đầu nó nói nè, thôi bây giờ cô ngưng đi. Thì cô mới nói chứ bây giờ người ta khổ quá, con biểu ngưng là sao ngưng. Dạ. Giờ tìm cách nào để giúp đỡ cho bà con đi. Nói với cậu phó chủ tịch vậy đó, cậu nói thôi bây giờ cô cho những người trong xóm một người đại diện ra trở về rồi phát cho bà con đi. Dạ. Rồi mình mới làm được vậy. Ừ. Chứ lúc đầu thì ủy ban rồi cũng kêu mình thôi ngưng đi đỡ làm hai ba bữa nó thôi ngưng. Dạ. Cô mới nói ngưng thì được rồi, ở đây á, ngưng thì ở đây khỏe nữa. Mà tụ nghiệp cho bà con ở trong vùng sâu vùng xa nè. Yeah. Những người là con mà đi làm Bình Dương bây giờ không có làm được. Rồi nhà nuôi cháu nội cháu ngoại đó, con bước chân sóc con mới thấy thương. Yeah. Rồi ngưng không có đành đâu con, coi tìm cách nào để giúp cho bà con chứ. Mình địa phương mình khó khăn mà, địa phương mình dân nghèo nhiều quá. Cái nói thôi bây giờ kế hoạch thứ hai thì bây giờ cô cho thông báo trong trong cái sóc á, ra yeah. đây nhận đi. Ra nhận. Rồi thì con cũng tạo điều kiện vậy đó. Dạ. Mà con người ta cũng tạo điều kiện cho mình giúp đỡ cho người dân. Dạ dạ, thành ra là chỉ đó. Đại diện ra nhận thôi, nhận đại diện một người chắc cũng vài chục hộp có năm ha. Mấy trăm á. À vậy hả? Ừ, người ta phát nguyên một cái xóm đó luôn vậy đó. Một người đó đi phát nguyên cái sóc đó luôn. Ừ, phải vậy mới được. Còn ở ban tự quản nó cũng lấy mấy trăm là phát nguyên cái sóc nguyên cái ban tự quản ở An Nông cũng gì đó. Cái gì An Đông, yeah, An Đông của An Hảo nè, yeah. là ở bờ kinh đó, dân đó là khổ lắm, ở cặp bờ kinh nhiều lắm. Dạ, yeah, ta vô ta lãnh, ta vô ngoài, ta cái bán. Khúc đó là người Việt mình nhiều, dân tộc ít. Yeah. Còn mấy cái người mình lãnh ở đây đem về là cho bà con dân tộc mình. Yeah. Trong mấy cái, con nói thiệt với con, cái vô hẻm hẻm không có một cái nhà nào nhà đúc luôn. Từ nhà nhà tôn vách lá cây đụng vô nó sụm giống như nhà mấy người mà hôm trước mình đi phát vậy đó. Dạ yeah, dạ yeah. Khổ vậy đó. Rồi khổ mấy bà già nghe nói có người đại diện lạnh bắn, bà nghe không có kỹ á, bà dân tộc bà nói với Vũ tội lắm á, mấy bà nói trời ơi, rồi mấy bà đi không nổi chết rồi có đâu ăn. Cái Vũ nó không sao đâu, có người đưa tới cho mấy bà. Dạ yeah. Bà sợ, nghe nói sợ. Thế thương quá, thương lắm. Dạ yeah. Rồi bây giờ con xin mời cô Năm ra vào chiếc ghế để con trao thiện tài của các mạnh thường quân trợ duyên với cô Năm nha. Dạ, con mời cô Năm ngồi trước. Dạ, cô Năm ngồi trước này để con quay các anh chị cái. Đây, vị ơi, đây là cái món ngói sen ha. Đây có sen này để mình làm gì chị? Xào ha. Xào rồi mình có ngâm ngâm như chua được không? Hay là chỉ xào thôi? Dạ, xào không. Vậy hả? À, chỉ xào thôi ha. Dạ, là để sáng nay là mình xào đó ha. Dạ, xào ủa, với đậu hũ là xào không thấy ta? Chắc úp lên dạ, hả? Dạ. Rồi hả? Tiếp theo qua các anh nam này coi đang làm gì đây? Đây nè, à, cái gỗ củ cải đào có đỏ này nè, giờ là gọt rửa đi. Quá giỏi. Rửa đi rồi gọt. Ừ. Một ngày rửa khoảng mấy trăm ký dưa leo hả chú Huỳnh hả? Dạ. Vậy hả? Dạ, quá xá rồi. Rồi chúc cho huynh đệ mình luôn luôn dồi dào sức khỏe nha, gắn tiếp bà con mùa dịch này nghe anh ha. Dạ, giờ này cũng gần 9 giờ tối rồi mà các anh các chị cũng vẫn tất bật để mà lo làm để mà cho bây giờ nè phan rửa dưa leo yeah. nữa bây giờ dở này lên đổ mấy củ quả đỏ vô rau củ nè, con rửa sạch đó là rửa rồi á, gọt lại không có rửa nữa để sáng là nó làm cho nó nhanh yeah. không có hư. Cái củ cải đỏ nè, cái đó con đừng đổ coi chừng nó bị động nước nha, nó động nước là nó không được á. Rồi để gì vậy đi. Dạ con mời con Năm ra ghế nha con Năm ha. Rồi yeah. rồi nhớ cái đây các thưa vị, và đây là 100 thùng mì cộng với 1 tấn gạo Tiến Dũng đã chở lên sẵn ở đây để cho cô Năm ngày mai này sẽ đi phát quà tặng bà con hay cho cô Năm hả? Ừ, cho bà con bán vé dạ, số ở dạ, xã này nè. Còn đây là cái phần đường, hai canh dầu ăn nè. Ừ. Rồi hai bao đường nè. Bên đây là 4 thùng nước tương nè. Cộng với bao nhiêu này là đường cái này cô Năm á, là cái đơn này là 5 triệu. 5 triệu tiền đường với nước tương dầu ăn là của gia đình của chị ship Kim Phạm ở bên Úc á cô Năm. Dạ, có nhờ con mua để mà trợ duyên với cô Năm để cho cô Năm nấu nướng này kia để mà cho bà con nha. Là hai canh dầu ăn bự này là 60 lít nè. Rồi. Đường là 130 kg. Cộng với 4 thùng nước tương.
Đó. Rồi A Di Đà Phật. Dạ. Cô Năm cảm niệm công đức ship gì? Chim Phạm. Dạ, ship Chim Phạm bên Úc đã tiếp tay cùng với cô Năm giúp đỡ bà con trong cái mùa dịch này để có được bữa cơm ngon miệng. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ dạ. Rồi tiếp theo con mời cô Năm vào bên trong am để cho con trao thiện tài của các cô chú anh chị nha. Dạ. Dạ. Đây 100 thùng mì với 1 tấn gạo nữa vị. Để ngày mai này cô Năm cùng với bên địa phương sẽ đi phát từng nhà vị. Phát từng nhà cho người dân. Dạ. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay là ngày 17 tây tháng 7, nhằm ngày mùng 8 tháng 6 âm lịch. Tấn Dũng đang có mặt tại am của cô Năm để đến đây thay mặt các anh chị trợ duyên với cô Năm để cho cô Năm nấu cơm chay từ thiện cũng như là mua gạo và mì để ngày mai này cô Năm sẽ phát cho bà con khó khăn ở tại địa phương xã An Hảo. Thì hôm nay cô nhận được số tiền là tổng cộng của các mạnh thường quân hỗ trợ với cô Năm là 59.700.000. Nhưng con đã có mua cái phần đường, bột ngọt, nước tương và dầu ăn của gia đình chị Ship Chim Phạm là 5 triệu, và mua 100 thùng mì là 6 triệu, và mua 1 tấn gạo là 12 triệu. Thì còn lại số tiền mặt là 36.700.000 để cho cô Năm mua thực phẩm như là nấu cơm chay phát hàng ngày cho bà con khó khăn ở tại địa phương. Thì trước khi con trao số tiền cô Năm thì con cũng xin được nêu tên các anh chị như sau. Thứ nhất là cô Võ Thị Lung, 83 tuổi, ở Đồng Nai, trợ duyên với cô Năm là 1 triệu. Người thứ hai là Zalo bạn Quỳnh Trúc, 500.000. Người thứ ba là ba chị gái ở bên Mỹ gửi số tiền 300 đô. Đó là chị Ngọc Mai, chị Ngọc Mỹ và chị Lê Kim, đổi ra tiền Việt Nam là 6 triệu 9. Và người thứ tư là gia đình của chị Nga ở bên Pháp, trợ duyên với cô Năm là 5 triệu. Người thứ năm là chị Lê Thị Tươi ở Yên Bái, trợ duyên với cô Năm là 2 triệu. Người thứ sáu là gia đình của anh Triệu Tỷ, 2 triệu. Chị Nguyễn Thị Hưng, 1 triệu. Chị Nguyễn Thị Hứng, 1 triệu. Và tiếp theo là người thứ chín là Facebook của chị Mai Tăng ở bên Canada, trợ duyên với cô Năm là 300 Canada là 5 triệu 4. Và chị Thu Hằng Nguyễn ở bên Đức hỗ trợ với cô Năm là 8 triệu. Người thứ 11 là gia đình của chị Ship Trim Phạm hỗ trợ 5 triệu mua tất cả các dầu ăn, nước tương và đường, bột ngọt. Và tiếp theo 12 là chị Lê Thị Nga ở bên Mỹ hỗ trợ với cô Năm là 1 triệu đồng. Và người thứ 14 là chị Nga Đặng ở bên Canada hỗ trợ với cô Năm là 8 triệu 8. Thì tổng số tiền của tất cả 14 anh chị ngày hôm nay Tấn Dũng cộng được là 59.700.000. Thứ nhất là mua 5 triệu tiền đường, bột ngọt, nước tương và dầu ăn là 5 triệu của gia đình chị Xí Trinh Phạm, và mua 100 thùng mì 6 triệu, 1 tấn gạo 12 triệu. Thì còn lại số tiền mặt là 36.700.000 xin trao tặng tay của cô Năm để cho cô Năm nấu cơm chay hàng ngày để mà tặng giúp cho bà con trong cái mùa dịch khó khăn này. Bán dạ. Gì bán gì? Dạ, tổng cộng là 14 gia đình anh chị. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Cô Năm cũng thành thật cảm ơn 14 vị mạnh thường quân đã trợ duyên và giúp đỡ cho cô Năm đồng hành trong cái mùa dịch này để cứu khổ cứu độ cho những người khó khăn nghèo khổ trong cái hoàn cảnh thiếu thốn này, không đi đâu được, không làm chi được. Thì cô Năm thay mặt cho mọi người ở nơi đây thành thật cảm ơn các vị mạnh thường quân 14 vị, cũng cầu xin ơn trên gia hộ và chứng minh trước tâm bảo 14 vị này được sự bình an lạc và tiến hóa, mọi công việc được thành tựu theo ước nguyện, để có đủ duyên phước để trợ giúp cho bà con sắp đến nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô Đà Phật. Dạ kính thưa cô Năm, thì tiếp theo con cũng xin kính mời cô Năm tặng cho các anh chị những cái vần thơ pháp cũng như là các anh chị cũng rất là thích cái giọng ngâm thơ của cô Năm. Và người đầu tiên đó là dạ bữa nay giọng ổn không cô Năm? Bữa nay đi phát quà nguyên ngày với con có ổn không? Đâu có sao. Dạ. Yeah. Vậy là ổn nha. Dạ. Bởi vì sáng giờ Tấn Dũng với cô Năm là đi phát ở xã Lương Phi với ba Trúc vậy. Rồi buổi chiều Tấn Dũng phải qua cô Lý để trao gạo, thì cũng có
ghé thăm cô Lý. Rồi hôm nay trở lại cô Năm là cũng chuyên gần 9 giờ tối rồi. Rồi tiếp theo thì cô mời xin mời cô Năm là đầu tiên là cô Võ Thị Lung ở Đồng Nai. Và cô Võ Thị Lung 83 tuổi. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cũng cảm niệm công đức của sư tỷ, và muội cũng gửi ít lời cảm niệm và tình yêu thương của tỷ đối với mọi người khó khăn trong hoàn cảnh này. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin gửi chúc tỷ hiền đôi phúc, lòng từ bi cao ngút nghĩa đạo màu. Năm nay 83 tuổi duyên sâu, thương người giúp đỡ dạng câu bi từ, tự ân dạng dự duyên mười. Lòng từ bác ai gửi tiền giúp nhân. Dạ, tiếp theo là bạn Quỳnh Trúc. Cảm ơn dòng hành nó từ Quỳnh Quang, cụ khiêu gian mười phước ngân. Chúc sinh chúc mộc một thân nhìn sâu cũng thấy duyên trần đạo tu. Xin cảm niệm lòng nhu sĩ hành, cầu ơn trên tạo cảnh duyên lành để cho chúc được sanh cành. Qua kia như chúc hạnh duyên lành, từ bi cảm ơn đạo đức. Chúc y chúc sinh chúc mộc bờ đình cùng sinh. Dạ, tiếp theo là chị Ngọc Mai ở bên Mỹ. Ngọc lành duyên hành từ bi, phước duyên đặng được chu kỳ màng ba, giúp người trong cảnh khổ a. Lòng từ bác cái ngân quà tiền xu, cầu xin mẹ chứng tâm tu của cô đặng được phước bù duyên mai. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo là chị Ngọc Mỹ. Ngọc lành duyên hành muôn đời, pháp duyên hành đạo tuyệt vời. Mỹ ơi, hôm nay đời đã khổ rồi, cánh tay nhân đạo đắc thời trở duyên. Cầu xin cha mẹ chứng miên, tổ thầy xây chuyện cho con yên, rồi được phước lành để con tạo phúc duyên sanh. Giúp người khó khổ phước lành con ban. Dạ, tiếp theo là chị Lê Kim ở bên Mỹ. Lê Duyên Quyền Di, phúc thiên
Hoa Kỳ, đặng thế diên tiên tặng và gửi đó tiền công rất khó, nhưng đã thương thì lo, mong trên mẹ ban cho phúc duyên con hiền, phước điền trọn duyên để con mơ ly, tâm duyên bố thí giúp nhân khổ kỳ ni. Dạ, tiếp theo là chị Nga ở bên Pháp. Chắc là cũng gốc Hằng Nga nên từ bi con đã chuyển qua số tiền để cho Tân Dũng trợ duyên cùng cô đưa đến người hiền khó khăn. Cầu xin cha mẹ độ gốc căn cho con được phước làm ăn cây thành thời, để con giúp đỡ cho đời khó khăn trong cảnh như thời hôm nay. Và tiếp theo là chị Lê Thị Tươi ở Yên Bái. Lê duyên hành đạo sáng ngời, tươi như hoa nở cùng thời. Mẹ cha mong trên cha mẹ chứng đa, cho con y như y quả tươi đẹp màu, để con giữ được tâm cao, tình thương vàng y của giống đồng bào nước Nam. Từ bi hai chữ tường am, con thương dân tộc con làm đổ mồ hôi, nhưng con chẳng tin con ơi, thương người giúp đỡ là con vui rồi như hôm nay. Dạ, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo là anh Triệu Tỷ. Con ơi, người ta một tỷ cũng không, còn con triệu tỷ là con thông vô lượng. Bởi vì thế tục con tình thương, thương người khó khổ giang đường phải lo. Cầu mong cha mẹ ban cho con mà đúng nghĩa để lo cho trần. Tên con vạn tỷ duyên phần, cầu xin cha mẹ chuyện tinh thần cho con, để con tạo được phước con bòn, giúp cho ba tánh thì còn muôn năm. Dạ, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo là chị Nguyễn Thị Gái, vợ của anh Triệu Tỷ. Nguyện duyên gái thì hiện dương trần là giống tiên của mẹ, phước phận mẹ ban. Xuống trần con thấy cảnh cơ hàng, đau thương đôi khổ con không màng việc chi, giúp người trong cảnh khốn nguy
là tình đạo đức quyền di con à, giúp người trong cảnh khổ được qua là tình Bồ Tát, là nhà Phật tiên. Và tiếp theo là chị Nguyễn Thị Hưng. Con là giống hành Nam Triều, nguyện dòng tộc nước Nam Triều con ơi, hôm nay đã đến giờ rồi, nhìn dân đau khổ lòng thời xót xa, ngày nay con bỏ tiền ra để cho ba tánh mà bách gia no lòng. Cảm ơn con đã gánh gồng, dù là không lớn nhưng lòng ma. Dạ, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo là chị Nguyễn Thị Hứng. Nguyện viên ngẫu hứng là thực thành, làm điều đạo đức phước lành mẹ ban. Con ơi tâm ý đạo vàng, nên thương người trong cảnh cơ hàng. Bình đau lòng tơ, con đã thanh cao, giúp người trong cảnh khổ lao tai trần. Mong trên Phật thanh tiên thần chứng minh cho tâm con được duyên phần bình an. Mọi điều con muốn mở mang, cầu xin mẹ chuyển cẩm nang cho con hiền. Dạ, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo là chị Mai Tăng ở bên Canada. Mai duyên phước hạnh càng tăng, tên người không thể khó khăn cõi trần. Nếu mà gặp cảnh thì có thần, thần linh gia hộ duyên trần cho Mai Tăng. Giúp đời trong cảnh khó khăn, từ bi bạc ải Mai Tăng trọn lòng. Mình thương Nam Việt giống dòng, Mai Tăng giúp đỡ từ lòng từ bi. Dạ, tiếp theo là chị Thu Hằng Nguyễn ở bên Đức. Thu Hằng họ Nguyễn gốc lành, ở nơi nước Đức là duyên cành phụ ông. Cầu xin phước hạnh gieo trồng, được ơn trên minh chứng tâm lòng. Hiền nhân hôm nay cô Thảo Thất Sơn, cảm ơn con đã tâm chân hiệp lòng, cùng cô tân dụng gieo trồng, phước duyên đạo hạnh giúp dòng dòng ta. Dạ, tiếp theo là chị Ship Riêm Phạm ở bên Úc. Ship là danh phận đo đa, chim là kết tổ phước hoa duyên thiên. Hôm nay với tấm lòng hiền, người đầy đức độ hộ duyên phục lành, tạo duyên cho được trường sanh, giúp người với tâm lòng thành cứu nguy.
sinh trên mẹ chứng tâm từ bi cho nhà họ Phạm đúng y tên nàng, tên người sao quả yên ngang, phục duyên định lực thiên đàng định phân, mong trên cha mẹ duyên phần, chứng cho họ Phạm đủ tinh thần cụ nhân. Dạ, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo là chị Lê Nga ở bên Mỹ. Lê duyên hành đạo cắn tiền, hằng Nga nhờ chủ cùi, phục duyên tam kỳ, gốc lành hiển hữu quyền di, căn lành Nga đặng phước thì mẹ ban, từ bi giúp kẻ gian nan, làm lành lánh dữ là đạo tràng chân như. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ, tiếp theo là chị Nga Đặng ở bên Canada. Dạ. Đặng thành duyên khởi tâm thiên, Nguyệt Nga là người hiểu đạo mà căn duyên tên con hiền. Con ơi phúc hành căn duyên, vì thương người khổ mà không yên cái lo lường. Để con phu hành tình thương, gửi tiền giúp đỡ qua cơn khó nghèo. Hôm nay con tay lai tay chèo, để lo phụng sự mà có đeo danh đề. Tên con Ngọc Hạnh Duyên Kê, đó là tên đã bút phê của mẫu hoàng, mong con được phước bình an, để lo trọn đạo lời vàng màu xây. Dạ, con xin cảm ơn cô Năm đã ngâm những vần thơ pháp để tặng cho tất cả 14 anh chị hỗ trợ với cô Năm những vần thiện tài ngày hôm nay. Thì tổng số tiền mà Tiến Dũng có đã cộng lại là được 59.700.000, và Tiến Dũng mua 1 tấn gạo cùng với 100 thùng mì và 5 triệu tiền đường nước tương bột ngọt kiểu ăn, để ngày mai này Tiến Dũng và cô Năm sẽ phát tiếp tục cho các bà con nghèo. Thứ nhất là ở tại xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, bà con Khmer gặp nhiều khó khăn, thêm 100 phần quà là ngày mai gạo với đường nước tương bột ngọt cộng với mì thì ngày mai là hết rồi đó cô Năm, cho nên là mình phát chỉ gạo đường nước tương bột ngọt thôi. Và mì là con đặt đã hết hàng rồi. Rồi ở xã An Tức, bà con Khmer là 170 phần nữa, rồi cộng với 100 phần của cô Năm đã thay mặt các bạn tình quân để mua những cái phần thực phẩm này để phát cho ngày mai. Thì tổng cộng ngày mai con với cô sẽ phát 3 điểm nữa đó cô Năm nha. Dạ thôi, cô Năm cũng giờ này cũng gần 10 giờ tối rồi, trời cũng đổ mưa rồi. Thôi giờ cô Năm cũng nghỉ ngơi, con cũng chạy về nhà để con cộng danh sách và tiền quân để ngày mai cô cháu mình làm việc tiếp nha. Nhưng mà cô Năm thấy mệt, tại vì bà con làm mệt đi lắm mà vẫn là nhín nhút để gửi về cho Việt Nam mình bằng mồ hôi công sức lao động ở bên nước ngoài, làm cực lắm con. Cho nên bà con làm được vậy mà cô cháu mình ở đây cực gì cô cũng thấy không cực nữa, không thấy vui nữa con. Cô Năm để nói vui với các mạnh thường quân nha. Ở nơi nào cũng nhớ về quê hương, ở nơi nào cũng có tình yêu thương. Yeah.
À, giọng hát giống Thanh Tuyền quá ha. Cái này chắc chị của Thanh Tuyền quá. Thanh Thảo. Rồi, Tiến Dũng cảm ơn tất cả vị nha. Và cô Năm hát bài Tiễn Biệt quý vị ơi. Bài hát Tiễn Biệt rất nổi tiếng nha. Và rồi Tiến Dũng xin kính chào tất cả vị nha. Hẹn gặp lại vị vào những video tiếp theo trên YouTube Tuấn Dũng Nhịp Cầu Nhân Ái. Và hãy nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần thiện nguyện của Tiến Dũng nhé vị. Xin kính chào tạm biệt. Cô Năm và Tấn Dũng luôn luôn đồng hành với quý vị. Thì con mặc dù mình xa mặt nhưng mà không cách lòng. Yeah. Con luôn luôn đồng hành với cô, coi như tình cảm này nó gắn bó đời đời kiếp kiếp để cô cháu mình đồng hành với Tấn Dũng. Để công việc được thiện nguyện được hoàn thành trong kỳ ba màn chót. Yeah. Tại vì chúng mình tu kiếp trước rồi đó mấy vị ơi. Cho nên kiếp này người ta khổ mà mình dư mình giúp. Đó là thể hiện cái hạnh Bồ Tát của mình, cái màn này để trên cha mẹ. Màn này là đã nói là thi thử rồi chọn lựa, thì mình thể hiện cái tinh thần đạo đức này ở trên phải chọn thôi. Yeah, gốc lành, gốc hạnh Maha. Giúp người đâu có tính quà, tính chi. Chỉ bằng giúp được thì vui thì. Vậy thôi thì bây giờ cô Năm cũng nhắc lại quý vị là mình lúc nào cũng nhớ về quê hương, đất nước Việt Nam là nguồn cội của cô cháu mình. Mà cô với Tấn Dũng ở đây thì thấy thì động lòng thương lắm. Nhưng mà Việt Nam con ơi không có mần có tiền nhiều được để mà giúp đỡ thêm bà con. Tấn Dũng thì cũng làm, còn nuôi vợ, nuôi con, còn mẹ già nữa. Còn cô thì tu rồi đâu có làm được gì, có phương tiện để giúp bà con. Thì đây là phương tiện của chúng con đưa cô và Tấn Dũng để đi được vào con đường thiện nguyện, để làm những điều bác ái từ bi. Y chư mẹ mà Quan Âm mẹ nói là Quan Thế Âm Bồ Tát, con ơi cho cái này có cái khác. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa chúng xin kính chào tất cả quý vị. Cô Năm đã thay mặt các bạn tình quân để mua những cái phần thực phẩm này để phát cho ngày mai. Thì tổng cộng ngày mai con với cô sẽ phát 3 điểm nữa đó cô Năm nha. Dạ thôi cô Năm cũng giờ này cũng gần 10 giờ tối rồi, trời cũng đổ mưa rồi. Thôi giờ cô Năm cũng nghỉ ngơi, con cũng chạy về nhà để con cộng danh sách và thường quân để ngày mai cô cháu mình làm việc tiếp nha. Nhưng mà cô Năm thấy mệt tại vì bà con làm mệt đi lắm. Mà vẫn là nhín nhút để gửi về cho Việt Nam mình bằng mồ hôi công sức lao động ở bên nước ngoài làm cực lắm con. Cho nên bà con làm được vậy mà cô cháu mình ở đây cực gì cô cũng thấy không cực nữa, không thấy vui nữa con. Cô Năm để nói vui với các mạnh thường quân nha. Ở nơi nào cùng nhớ về quê hương, ở nơi nào cũng có tình yêu thương. À, giọng hát giống Thanh Tuyền quá ha. Cái này chắc chị của Thanh Tuyền quá. Thanh Thảo. Rồi Tiến Dũng cảm ơn tất cả vị.